Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri hé lộ sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tháng Tết năm 2024 âm lịch, tuyệt đối chú ý ba điều này, sẽ đổi đời giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo về giàu nứt két. Quý khán giả thân mến, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm, mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh. Cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải oằn mình gánh chịu thêm việc suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ tới đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Tuy nhiên, đang cơn bĩ cực thì con giáp tuổi Canh Thân sinh 1980, bất ngờ được thần tài tìm tới ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Bất ngờ đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch tới đây, tháng đầu tiên của năm mới 2024, phúc tinh, lộc tinh hội tụ, giúp tuổi Canh Thân rửa sạch vận xuôi, cuộc đời sang trang mới, đánh đầu thắng đấy, ôm tiền tỷ nhét chật két, xây nhà, tậu xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ khiến cả thiên hạ như mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình của con giáp này sẽ chuyển biến như thế nào? Trong tháng đầu năm mới này, tại sao họ lại may mắn tới vậy? Thì xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi video luận giải dưới đây của kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 thân mến, ở độ tuổi này con người đặc biệt dễ mắc phải một tâm lý kỳ lạ mà chúng ta gọi là khủng hoảng giữa cuộc đời. Nhiều người có cảm giác này khi đến một độ tuổi nào đó, họ bắt đầu thu mình lại và cố gắng vượt qua những nút thắt cổ chai, nhưng họ không thể làm gì được. Tại sao mọi người trở nên lo lắng khi họ bước vào tuổi trung niên? Trung niên đã trở thành trụ cột của xã hội và gia đình thì lúc nào cũng phải vững vàng vì sợ sẽ sa ngã kéo theo cả gia đình. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy mà người trung niên nói chung cảm thấy rất nhiều gánh nặng, không biết làm cách nào để cải thiện tâm lý tồi tệ này và vượt qua những nút thắt hiện tại. Thực ra, khi bước sang tuổi trung niên nên duy trì thái độ tự giác và làm nhiều phép trừ trong cuộc sống. Đừng bao giờ làm những điều này mà chuốc thêm phiền phức vào đời. Thứ nhất, tránh ngồi lê đôi mách và giữ mồm, giữ miệng. Không những không nên đàm tiếu chuyện của người khác, mà còn là chuyện gia đình của chính mình. Cũng không nên nói chuyện với người khác. Nếu bạn nói với người khác về tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống, thay vì đồng cảm với bạn, người khác sẽ nghĩ bạn là một kẻ bất tài. Thứ hai, giữ khoảng cách với người khác phái. Khi mọi người ở độ tuổi trung niên, họ nên ý thức hơn về bản thân. Mặc dù nhiều người trung niên khi đến một độ tuổi nào đó, luôn sẵn sàng say nắng, nhưng khuyên bạn không có tình yêu đích thực. Ngoài hôn nhân, bạn phải loại bỏ ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu. Những người ở độ tuổi trung niên, cả nam và nữ nên đặt gia đình lên hàng đầu và không nên lúc nào cũng nghĩ đến người thứ ba. Thứ ba, tạm biệt những thói quen xấu. Khi đến tuổi trung niên, người ta phải thừa nhận rằng cơ thể đã bắt đầu xuống dốc và nhiều vấn đề mà khi còn trẻ không để ý đến sẽ dần dần được tìm ra. Khi bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể bạn bắt đầu không còn tốt như khi còn trẻ. Đây là điều chắc chắn và bạn cũng nên chấp nhận sự thật này. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, bạn phải bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống. Tốt nhất là hình thành những thói quen sống lành mạnh hơn. Dù bận rộn hay mệt mỏi trong công việc, bạn hãy chú ý nghỉ ngơi. Nếu không, bạn sẽ suy sụp và gia đình mà bạn dày công gây dựng cũng sẽ sụp đổ theo. Thứ tư,
đừng sống không có mục tiêu. Khi một người đến một độ nhất định, anh ta nên hiểu mình muốn sống kiểu gì và sống như thế nào. Nếu một người trung niên vẫn như một thanh niên, thậm chí không biết đến mục tiêu, thì quả thật là điều đáng buồn. Là người trung niên hãy thích nghi với cuộc sống và chấp nhận thân phận hiện tại của mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Canh Thân nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, Canh Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định. Dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi. Đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với Canh Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều. Dường như khi lao vào công việc họ mới tìm thấy chính mình. Canh Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, Canh Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp Canh Thân thành công trong công việc. Bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, Canh Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khá tốt. Canh Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống. Họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa. Canh Thân có tinh tế biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng, cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của Canh Thân. Đàn ông Canh Thân có cá tính quan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Phụ nữ Canh Thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Sau đây là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết đầu năm mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Canh Thân tiềm tàng không ít hung hiểm, nhiều biến động thăng trầm, cần hết sức thận trọng. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực, lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào đơm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn trong tháng này. Bạn cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở. Để tránh những rắc rối không đáng có, những kẻ ganh ăn tức ở bày trò ra sao, thì cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý, đừng quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm đất lâm quang sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất, nhưng mọi chuyện vẫn cần bạn tự thân nỗ lực thì mới có thể vượt qua sóng gió. Khi đó lại thêm sự nâng đỡ của cát tinh này sẽ giúp hóa hung thành cát. Tài lộc trong tháng sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại hao hung tinh gây ra, tiền bạc trong túi cứ vơi dần. Dù bạn có tính toán ra sao, hầu hết đều phải chi tiêu cho những công việc quan trọng, nên bạn không thể không rút hầu bao. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, bạn nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Đây quả là một tháng nhiều gian nan với những chú khỉ. Khi hết công việc, tài lộc, đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi xung đột vì những vấn đề muôn thuở. Trong đời sống thường nhật, tình cảm lứa đôi ngày càng nhạt nhòa, nhưng chẳng ai còn muốn chủ động hâm nóng. Sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân, tháng Tết 2024 âm lịch. Tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của Canh Thân cho thấy, đường công danh của những chú khỉ ngay trong tháng đầu xuân năm mới vấp phải không ít sóng gió lớn nhỏ, áp lực gia tăng, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện xảy đến.
cục diện tương xung thái tuế tác động trực tiếp lên công việc của bạn, gây nên nhiều biến động thăng trầm. Bạn sẽ thấy khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Hãy dành thời gian xem xét thay đổi cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn. Nếu không cứ tình trạng này kéo dài, e rằng việc khó thành và tinh thần của bạn lại bị stress nặng. Đã vậy, tiểu nhân vận trong tháng không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập. Những lời bàn ra tán vào đơm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm trong tháng này. Tuổi Canh Thân cần hết sức cẩn thận về cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bày trò ra sao thì cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đừng quá độc đoán kẻo chút lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh. Hãy yên tâm trong nghịch có thuận, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội xoay chuyển tình thế. Xem phi tinh tháng, có sao Lục Bạch chủ chức vụ, nằm ở phương Tây Bắc, bạn nên quét dọn sạch sẽ khu vực này trong nhà, không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, có thể đặt tháp văn xương trên bàn làm việc để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ, thúc đẩy công danh thuận lợi. Xét về phương diện tài lộc, tháng Tết năm 2024 âm lịch đã gặp tháng tương xung với tuổi, lại có đại hao hung tinh hoành hành, Canh Thân khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong tháng này, thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngay đầu năm. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch, nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo, mong muốn tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Hung vận quá lớn nên việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ. Chỉ cần hòa vốn là may lắm rồi, chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Tuổi Canh Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh. Ở thời điểm này, bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn. Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Bên cạnh đó, Canh Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc. Trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này, đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Trong tháng có Bát Bạch chủ tài lộc nhập cung Đông Bắc, người cầm tinh con khỉ muốn giảm bớt nguy cơ phá tài thì nên chăm chút hơn cho phương vị này. Trong nhà có thể đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, theo tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng đây quả là một tháng nhiều gian nan với người tuổi Canh Thân. Khi hết công việc, tài lộc, đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ như vẫn ổn, nhưng bên trong lại nhiều mâu thuẫn trục trặc. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thượng nhật. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu sự hài hòa vì ai cũng bận rộn, không có thời gian chia sẻ. Thiếu sự chia sẻ quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau về cả thể xác và tâm hồn. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên từ những vấn đề nhỏ, nhưng cả hai đều chuyện bé xé ra to, chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu. Những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Hai bạn sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Với người độc thân có nhiều lý do khiến chuyện tình cảm của bạn chưa đâu vào đâu, nhất là với nữ mệnh. Có thể vì quá kén chọn mà lỡ dở nhân duyên tốt đẹp, cũng có thể vì quá sợ hãi lo lắng do vết thương lòng còn vương lại nên không dám bày tỏ tình cảm. Bởi thế người độc thân vẫn cô đơn, lẻ bóng vì hàng loạt lý do ấy, nếu không chịu thay đổi e rằng tình trạng này còn kéo dài. Xét về phương diện sức khỏe, về cơ bản, tình hình sức khỏe trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của Canh Thân không gặp phải chứng bệnh tật nào nghiêm trọng. Tuy nhiên bạn dễ mắc các triệu chứng đau đầu mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn, suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ. Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn, gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là stress. Ngoài ra, những chú khỉ có thể sẽ bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này. Nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều ít vận động. Trong tháng nhị hắc chủ về bệnh tật ở phương Tây Nam, mệnh chủ cần lưu ý tránh để đồ màu vàng hay đỏ ở phương vị này trong nhà. Sau đây,
là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân, nhận thấy con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong tuần, bởi điểm hung hạn khá lớn, báo hiệu những điều xui xẻo có thể xảy ra trong thời gian tới. Con đường công danh của bạn khá sáng, với ấn quan tương hợp, bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng thăng tiến trong tương lai, nhưng bù lại thì trong thời gian này bạn phải cố gắng gấp nhiều lần. Dịch mã 43 khắp trốn, Canh Thân vì công việc mà phải vất vả ngược xuôi, chẳng còn nhiều thời gian để dành cho bản thân và gia đình, bởi đã phải cống hiến hết mình cho công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, mà còn khiến cho vận trình tình cảm có phần sa sút. Không phải người ấy không thông cảm cho bạn, nhưng khi cứ chờ đợi mãi mà không được đáp đền, thất vọng sẽ càng lớn hơn. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quan tâm ít nhiều đến người mình thương nhé. Tiền bạc sẽ tới với bạn vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tết âm này. Chính tài và thiên tài cùng tụ hội, dù là ngày nghỉ nhưng tài lộc vẫn ảo ảo tới. Con giáp này có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái mua sắm tùy theo ý mình. Tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần mới của người tuổi Canh Thân không được tươi sáng cho lắm. Đường công danh sự nghiệp bị thiên quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, làm rối tung những kế hoạch đang từng bước diễn ra của con giáp này. Tuy nhiên, Thái Dương Cát Tinh là vị thần hộ mệnh nâng đỡ mệnh chủ, nhất là nam mệnh sẽ vượt qua những cơn hoạn nạn, tuy phải gánh chịu hậu quả là tiến độ làm việc đi xuống, nhưng ít nhất bạn không bị giáng chức, chịu trách nhiệm cho những vấn đề đang tồn tại. Chuyện tình cảm cũng không được tốt, khi mà người độc thân rất vất vả để tìm kiếm người tâm đầu ý hợp với mình, song chặng đường yêu phía trước có vẻ vẫn còn rất dài. Người đã có đôi thất vọng chán nản trong công việc quay ra chút giận lên nửa kia của mình, vô cớ nổi nóng khiến cho mâu thuẫn không ngừng nảy sinh giữa hai người. Riêng về tiền bạc thì có thể nói vận trình tài lộc của Canh Thân khá lý tưởng. Tử vi phương Đông cho thấy thiên tài và thực thần cùng xuất hiện, báo hiệu nguồn thu nhập của bạn đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh thì có lẽ thời gian đằng đẵng cuối cùng cũng đã sắp kết thúc, guồng quay công việc đã bắt đầu về với nhịp điệu ban đầu. Tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Canh Thân hung vận lấn át, âm sắc cận kề, bạn cần phải thận trọng trong những việc liên quan đến tiền bạc, kẻ xấu bày mưu hãm hại, phá hoại việc làm ăn của bạn, nên bạn phải tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ngoài ra, kiếp tài còn báo hiệu rằng Canh Thân vốn tinh anh, tài trí, cũng có những lúc đặt niềm tin lầm chỗ, mù quáng làm theo những lời của kẻ xấu. Tiền bạc trong tay cũng vì thế mà tổn hao. Hãy theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp để có những sự chuẩn bị phù hợp với biến chuyển. Sắp tới công việc của bạn sẽ trải qua nhiều thăng trầm, con giáp này dường như chưa đủ tập trung vào công việc của mình. Thương quan khiến cho mệnh chủ sao nhãng việc chính không lo, mà lơ đỉnh vì lo lắng đến những việc ngoài luồng. Bạn không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn. Chính ấn vẫn đang để cơ hội cho bạn phát huy năng lực của mình và tiếp bước thăng tiến. Riêng về chuyện tình cảm thì mệnh chủ không được may mắn cho lắm. Người hữu duyên thì vô ý, mà người có tình lại chẳng mặn mà. Tình yêu đến không đúng lúc, với không đúng người thì cũng chỉ là có duyên mà không có phận, để lại những nuối tiếc không nguôi. Tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của Canh Thân, các khí có phần eo hẹp, lép vế trước sắc khí lan tràn. Đầu tuần công việc diễn tiến khá trôi chảy, mệnh chủ còn được tả phù nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc để có được những cơ hội tốt hơn, giành lấy tấm vé thăng tiến trong thời gian tới. Có điều, ở đời không ai lường trước được chữ ngờ, người tuổi Canh Thân cũng vậy, ở trên cao không nhìn thấy rõ những điều xảy ra phía dưới. Bạn tin người quá đáng mà không kiểm tra lại những việc đã giao cho cấp dưới, sai lầm này được thương quan dự báo rằng có thể phải đánh đổi khá khá để lấy lại vị trí ban đầu cho mình. Chuyện tình cảm không có nét tươi sáng, những mâu thuẫn giữa cặp đôi vẫn chưa được giải quyết, hai người chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày những điều còn ấp ủ bấy lâu. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình mà chưa từng đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu và thông cảm hơn cho người ấy. Đầu tuần cũng là lúc lộc vào tới tấp, tiền bạc vào nhà ào ào như nước, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng lên đáng kể. Mệnh chủ may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán nên vực dậy khá nhiều trong kinh tế gia đình. Tuy nhiên, cuối tuần có họa, kiếp tài cần phải thận trọng trước khi quyết định các vấn đề về tiền bạc tài chính. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, nhưng ai cũng mong mình sẽ có những ngày cát lành tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày 1 tháng 1 năm 2024,
khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưỡi gà, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt nghỉ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt nghỉ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc. Hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, bài học về xác lập mục tiêu cho thấy bản thân luôn phải bám sát mục tiêu. Nếu không, ta cứ thả trôi cuộc sống một cách vô định và 12-20 năm sau ta vẫn chỉ là kẻ trắng tay, nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe bài học về xác lập mục tiêu từ người thầy Do Thái. Chuyện kể lại rằng, có người thầy Do Thái chọn một ngày lặng gió để đưa các học sinh của mình tới một vịnh nhỏ để thi bơi. Ông khuyến khích các nam sinh giỏi bơi cùng thi xem ai có thể bơi xa nhất. Nghe xong yêu cầu của thầy, một số nam sinh hào hứng tham gia, nhưng hầu hết là số còn lại đứng im trên bờ không nói năng gì. Sau khi có hiệu lệnh, những người đồng ý thi cùng nhảy xuống biển để bắt đầu cuộc thi. Người thầy lúc này mới bắt đầu chèo thuyền theo sau các học sinh của mình, nhưng bơi chưa đến nửa dặm, các nam sinh kia dù bơi rất giỏi lại có dấu hiệu chán nản, muốn bỏ cuộc. Có người trèo lên thuyền của thầy, sau đó lần lượt từng người một, cho đến hết cùng trèo lên thuyền. Họ cùng than thở với thầy rằng đã kiệt sức, không thể bơi được nữa. Người thầy nghe xong chỉ mỉm cười và tiếp tục chèo thuyền ra xa bờ. Khi thuyền ra cách bờ hơn, thầy giáo bỗng bất ngờ cho dừng thuyền, thông báo với các học trò của mình rằng thuyền sắp chìm và yêu cầu họ nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ ngay lập tức. Các học trò hiểu ngay tình hình, sợ hãi nhảy ngay xuống biển, cố bơi vào bờ mà không ngoái đầu trở lại. Người thầy ấy lúc này vẫn chậm rãi chèo con thuyền đi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để vừa quan sát, vừa hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi các em học sinh đã lên bờ, người thầy Do Thái mới hỏi các học trò của mình. Ông hỏi những người đứng trên bờ suốt cả buổi, vì sao các em không tham gia? Thưa thầy, biển rộng mênh mông, lại không bơi giỏi, chúng con sợ vô cùng nên không dám bơi ạ. Thầy hỏi tiếp những nam sinh bơi giỏi, tại sao các em muốn bỏ cuộc vì cảm giác kiệt sức? Thế nhưng khi bơi vào bờ thì các em lại bơi được quãng đường còn dài hơn gấp 2 lần dù sức lực cũng đã mỏi mệt. Học trò của ông đáp lời rằng, khi bơi từ bờ ra biển, họ hoang mang giữa biển khơi mênh mông, nhưng cảm thấy an tâm khi có chiếc thuyền của thầy.
nên khi cảm thấy mệt thì nghĩ rằng lên thuyền sẽ tốt hơn. Thầy giải thích rằng họ không kiệt sức chỉ là có giải pháp an toàn nên cố bám víu, trong khi đó cứ bơi ra ngoài khơi sẽ không biết sẽ đến đâu. Khi sợ thuyền chìm, các cậu nam sinh chỉ còn cách cố sức bơi vào bờ. Dù đường xa hơn và sức đã mệt, họ vẫn có thể về đến nơi là biết bên kia đã là bờ biển. Do đó, càng thấy bờ biển gần trước mắt, họ bơi càng hăng hái hơn. Nghe xong, người thầy Do Thái kết luận, như các em vừa trải qua, bờ biển chính là mục tiêu rõ ràng. Khi có mục tiêu rõ ràng để vươn tới, tất cả các em đã bơi được một quãng xa hơn sức bình sinh. Mục tiêu rõ ràng trong tầm mắt đã truyền cho các em sức mạnh, sự kiên trì và niềm tin để chinh phục mọi khó khăn. Không chỉ vậy, khi các em bơi vào bờ, ai nấy đều cùng suy nghĩ rằng con thuyền của thầy đang chìm. Lúc ấy, các em hiểu rằng không còn có thể dựa vào con thuyền nào nữa, chỉ còn sức lực còn lại của mình nên các em đã cố gắng bơi vào cho bằng được. Vâng thưa quý vị, hình ảnh của những người học sinh giỏi bơi cảm thấy mất phương hướng và chẳng muốn cố gắng thêm chút nào nữa, khiến ta liên tưởng tới bản thân mình. Khi không có mục tiêu ta cũng bị hoang mang vô định và nhiều lúc còn không biết mình cố gắng để được cái gì đây. Thực tế là nhiều người sau 5 đến 7 năm làm việc nhìn lại mình không có gì trong tay, trong khi bạn bè có những người đã mua được nhà, được xe. Lúc này bạn mới tự hỏi tiền kiếm được đã đi đâu hết, vốn là bạn chẳng có mục tiêu nào cụ thể, nên cứ có chút tiền là ăn uống, mua sắm, tặng biếu. Cuối cùng hiện tại trắng tay là câu trả lời rõ ràng cho bạn nhất sau tất cả. Vì thế, đừng xem thường dù là mục tiêu nhỏ, vì điều đó cũng tạo nên điều kỳ diệu mà trong điều kiện bình thường bạn bỏ quên. Chỉ khi xác lập mục tiêu bạn bắt đầu có được tầm nhìn dài hạn và động lực ngắn hạn, từ đó giúp bạn tập trung kiến thức, nỗ lực, sắp xếp thời gian và nguồn lực của mình, khai thác tối đa năng lực của bản thân nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Thậm chí, chính bạn còn bất ngờ về điều mình làm được khi bước qua các giới hạn của bản thân để tiến lên hoàn thành mục tiêu. Vì mục tiêu giúp sức chịu đựng của chúng ta mãnh liệt hơn, chúng giúp bạn có thêm nguồn cảm hứng để vượt qua khó khăn, thử thách. Mỗi ngày có quá nhiều điều khiến ta mất tập trung với hàng trăm suy nghĩ không mang lại cho ta lợi ích gì. Nhưng khi đã thiết lập được mục tiêu và quyết tâm dành trọn tâm huyết cho nó, thì ta lại dễ dàng tập trung vào những điều mình cần phải làm và loại bỏ những yếu tố không liên quan và ngăn cản bạn đi đến với mục tiêu mình mong muốn đạt được. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và đôi khi cả tiền bạc nữa đấy. Có rất nhiều người đã chỉ ra những bước lập mục tiêu cho bản thân và bạn cần chọn lọc để có ưu tiên tập trung phương pháp phù hợp với mình nhất. Tuy nhiên, mục tiêu phải đáp ứng các tiêu chí như phải cụ thể, rõ ràng. Ví dụ, trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, tới bạn sẽ là người thế nào, tài khoản có bao nhiêu tiền. Bạn chỉ có cơ hội đạt được chúng khi bạn có mục tiêu rõ ràng. Khi đã xác định được mục tiêu của bản thân, có phải cứ đâm đầu mà chạy đua với chúng, đôi lúc chúng ta cần phải dừng lại, suy ngẫm và điều chỉnh mục tiêu sao cho thiết thực nhất. Tiếp theo đó, bạn cần chia nhỏ mục tiêu lớn ra để bạn cảm thấy cụ thể cần làm những gì cho mục tiêu nhỏ. Lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu chủ yếu là bạn thường nghĩ tới những điều quá to tát. Việc này gây trở ngại và khiến bạn cảm thấy chán nản hơn mà thôi. Hãy chia nhỏ mục tiêu cho vừa miếng, như việc cắt chiếc pizza lớn thành từng mảnh nhỏ cho dễ ăn. Khi đó bạn dễ dàng hoàn thành được. Sau khi nhiều mục tiêu nhỏ được thực hiện thì chắc chắn bạn cũng đã làm tốt mục tiêu dài hạn mà bạn đã đề ra từ trước. Và điều quan trọng nhất đó là không bỏ cuộc. Một khi bạn đã quyết định xác định thiết lập mục tiêu đầu tiên của bạn, hãy giữ cho quá trình diễn ra bằng cách xem xét và cập nhật danh sách việc cần làm của bạn hàng ngày. Xem xét định kỳ các kế hoạch dài hạn và chỉnh sửa để phản ánh những thay đổi trong thứ tự ưu tiên và kinh nghiệm của bạn. Tốt nhất là nên làm thường xuyên, lặp đi lặp lại, xem xét liên tục cả mục tiêu ngắn lẫn dài hạn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.